Trời thằng dẻ, mưa lạnh lẽo mà con nằm dưới đất vậy hả? Leo lên ghế đi, lên ghế nằm cho ấm, nhảy lên. Lên, giỏi. Rồi nằm xuống. Đi qua nằm gác đầu lên bạn Dịch hay bạn Pikachu đi. Trời ơi, gái ăn lửa. Đi con, qua nằm gác đầu lên mấy bạn đó đi cho ấm nè, nhanh lên. Bước qua. Đúng rồi, gác đầu lên. Giỏi, đúng rồi, nằm dậy cho ấm ấy, chứ nằm dưới đất giờ lạnh lắm. Trời đang mưa nữa đó biết chưa. Ngoan quá.